Vâng, kính thưa các anh các chị, hôm nay thì tôi xin phép được chia sẻ với các anh các chị một cái vấn đề mà có lẽ là chúng ta khi mà điều trị metformin hay là bioguanid thì chúng ta vẫn còn băn khoăn, không hiểu tại sao bioguanid vẫn được coi là lựa chọn trong tất cả các khuyến cáo điều trị đái tháo đường hiện nay. Bắt đầu thì tôi xin nhắc lại một chút về cái thời điểm xuất hiện các cái thuốc viên hạ đường huyết. Như chúng ta đã biết, là từ những năm 1950 thì insulin là cái thuốc đầu tiên được đưa ra để điều trị bệnh nhân đái tháo đường, và sau insulin là các cái nhóm sulfonylurea cũng đã bắt đầu được sử dụng, và đến năm 1960 thì metformin là cái nhóm đã được đưa ra giới thiệu và cũng đã được áp dụng và điều trị cho đến hiện nay. Từ những năm 1960 đến năm 2000 là thời điểm mà xuất hiện các cái sulfonylurea các thế hệ khác nhau, cũng như là các loại insulin và cũng như là các cái thuốc mới như TZD. Và từ năm 2010 trở lại đây thì chúng ta thấy là một loạt các nhóm thuốc mới chúng ta được tiếp cận, như là ức chế DPP4, đồng vận GLP-1 receptor, hoặc là ức chế SGLT2 và các cái insulin thế hệ mới như insulin analog. Và tất cả các cái nhóm thuốc này thì từ năm 2008 đều được phải chấp thuận với cái điều kiện là bệnh nhân phải được cái thuốc này phải được an toàn với tim mạch. Quay lại cái cơ chế bệnh sinh của bệnh nhân đái tháo đường type 2 thì chúng ta thấy rằng là hiện nay thì cái cơ chế bệnh sinh đái tháo đường type 2 thì người ta nói đến tới 8 cái cơ chế. Và nếu như các cái nhóm thuốc mới, thuốc cũ của chúng ta như SU, như là metformin, như TZD thì đều đang tác động vào các cái cơ chế cơ bản của đái tháo đường type 2, đấy là giảm tiết insulin hoặc là kháng insulin tại gan, tại cơ và tại tổ chức mỡ. Thì các cái nhóm thuốc mới mà chúng ta được đề cập đến như ức chế DPP4, như là ức chế SGLT2 hoặc là đồng vận GLP-1 receptor thì đang tác động vào những cái cơ chế còn lại của đái tháo đường type 2, như là giảm tác dụng của incretin, tăng tái hấp thu glucose ở tại thận và tăng tiết glucagon. Như vậy thì chúng ta thấy rằng mỗi một cái thuốc thì đều tác động vào một cái cơ chế tác dụng ở bệnh nhân đái tháo đường khác nhau. Vậy thì một cái câu hỏi được đặt ra, vậy trong ngần ý thuốc thì thuốc điều trị đái tháo đường nào được coi là thuốc điều trị lý tưởng hiện nay? Vậy thì như thế nào được coi là một cái thuốc điều trị hạ đường huyết lý tưởng? Một cái thuốc điều trị hạ đường huyết lý tưởng là với hiệu quả hạ đường máu rất là cao, nguy cơ hạ đường huyết thì thấp, có thể giảm cân hoặc là trung tính với cân nặng, an toàn hoặc là giảm được biến cố tim mạch, dung nạp tốt, và đặc biệt ở một cái nước mà đang phát triển như Việt Nam thì cái giá thành thực sự là một cái mà chúng ta cần phải đề cập đến. Vậy thì chúng ta sẽ cân nhắc và đến các cái điều trị tiếp theo ở trên cái bệnh nhân này ở các cái tiếp theo. Thì khi chúng ta nhìn các cái khuyến cáo của các cái nhóm trong các cái hiệp hội trong cái điều trị đái tháo đường type 2, như là Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ, đồng thuận của Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ với Hiệp hội Đái tháo đường Châu Âu, hướng dẫn của Liên đoàn Đái tháo đường Thế giới và cụ thể là hướng dẫn của Việt Nam, thì chúng ta thấy như thế nào? Ở đây chúng tôi có thể chia sẻ đầu tiên, đấy là cái khuyến cáo của Liên đoàn Đái tháo đường Thế giới. Thì nếu các anh các chị có thể nhìn nhận thấy hầu như cái thay đổi lối sống luôn luôn được đặt ra, và cái bước mà lựa chọn đầu tiên luôn luôn là metformin. Tiếp theo nữa thì chúng ta thấy đồng thuận của Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ và châu Âu từ năm 2006 đến 2018, chúng ta thấy cái việc vai trò metformin luôn luôn là đứng hàng đầu tiên, tức là vẫn là lựa chọn đầu tay từ năm 2006 cho đến 2018. Và đến năm 2017 thì chúng tôi cũng cùng với Bộ Y tế đưa ra cái lựa chọn thuốc điều trị, và chúng ta vẫn nhìn thấy ở Việt Nam vẫn có một sự đồng thuận, đấy là giảm và chúng ta phải thay đổi lối sống, giảm cân, luyện tập và phối hợp với metformin. Vậy thì chúng ta quay lại cái lịch sử phát hiện metformin từ những cách đây 60 năm. Metformin hay là còn cái tên biệt dược mà tên gốc đấy là biguanid, có nguồn gốc từ một cái cây thân thảo và có tên khoa học là Galega officinalis. Cây này thì có chứa một cái alkaloid và có cấu trúc guanidin và có tên gọi là galerin và có tác dụng hạ đường huyết. Và chính từ cái phân tử này thì người ta đã tìm ra cái metformin để giúp cho giảm cái tình trạng tăng đường máu. Vậy một cái câu hỏi đặt ra là vì sao một cái thuốc mà từ năm 1960 năm nay thì metformin vẫn luôn luôn là cái lựa chọn đầu tay cho tới cái thời điểm hiện tại. Vậy thì phải chăng là metformin là một cái thuốc lâu đời nhất và có đủ cái tiêu chuẩn mà chúng tôi đưa ra là một cái thuốc hạ đường huyết lý tưởng, và chúng ta cùng sẽ xem xét.
Trước khi chúng ta đi vào từng cái phần này, chúng ta phải nói đến cái cơ chế tác dụng của metformin. Cái cơ chế tác dụng của metformin như chúng tôi đã chia sẻ thì là tác động vào các cái chủ yếu là liên quan đến kháng insulin. Kháng insulin tại gan, kháng insulin tại cơ, tức là ức chế cái sản xuất đường tại gan và tăng cái sử dụng đường glucose tại cơ, đồng thời giảm cái glucose hấp thu ở ống tiêu hóa. Và bên cạnh đấy thì gần đây người ta còn thấy rằng metformin có một cái lợi điểm làm tăng cái GLP-1 ở tại ruột và làm hỗ trợ thêm trong cái vấn đề điều trị ở bệnh nhân đái tháo đường. Và một cái điều nữa mà người ta cũng nhìn nhận thấy đấy đó là nó làm tốt thêm cho cái hệ thống vi sinh ở đường ruột và làm giảm cái tình trạng viêm. Như vậy thì rõ ràng bên cạnh cái tác dụng của metformin thì người ta thấy là ngoài cái tác dụng lên các cái cơ chế tác động khác nhau để đến tình trạng kháng insulin cũng như hỗ trợ việc giảm cái đường huyết, thì người ta còn thấy cái vai trò của metformin trong cái chống viêm, trong cái chống các cái chống oxy hóa và hiệu quả rất lớn trên cái hệ thống tim mạch. Vậy thì chúng ta sẽ lần lượt đi vào từng các cái bước xem, chứng minh xem liệu cái metformin có phải là một cái thuốc tăng giảm đường huyết một cách lý tưởng hay không. Tôi đi vào ba cái tiêu chuẩn đầu tiên, đấy là hiệu quả hạ đường máu cao, nguy cơ hạ đường huyết thấp, giảm cân và trung tình với cân nặng. Đây là một cái slide mà cho các anh, các chị có thể nhìn thấy một cái nhìn tổng quan về các cái giảm đường máu ở trên bệnh nhân đái tháo đường type 2 thông qua cái giá trị của HbA1c. Nếu như nhìn vào đây thì chúng ta thấy insulin được coi là một cái thuốc có hiệu quả giảm HbA1c cao nhất, là khoảng trên 2 lớn hoặc bằng 2,5%. Và thứ hai, tiếp sau ngay sau metformin thì chúng ta phải kể đến sulfonylurea và bioganip với là khoảng 1,5% giảm HbA1c, và các cái nhóm thuốc mới của chúng ta dao động từ 0,5 cho đến 1%. Đây là cái nghiên cứu ADOPE. Nghiên cứu ADOPE là cái nghiên cứu đã rất là lâu rồi, và cái nghiên cứu này là được tiến hành trên một cái số lượng bệnh nhân là trên 4.360 bệnh nhân với đơn trị là TZD, metformin và SU, là cụ thể là gliburid, và người ta xem xét là cái phần trăm bệnh nhân tỷ lệ biến cố hạ đường huyết như thế nào. Thì nếu như SU được coi là một cái thuốc mà gây tăng cái tỷ lệ hạ đường huyết khá cao nhất trong ba cái nhóm này, gần 40%, thì TZD và metformin là hai cái nhóm thuốc mà có cái tỷ lệ hạ đường huyết rất là thấp. Cái điều này cũng có thể thể hiện được ngay kể cả khi metformin phối hợp đơn trị hoặc là phối hợp với TZD, thì chúng ta cũng thấy rằng có cái tỷ lệ hạ đường huyết thấp nhất trong các cái nhóm thuốc khi mà kết hợp với thuốc. Nghiên cứu EUCAPIDES là một cái nghiên cứu nền tảng ở bệnh nhân đái tháo đường type 2, cho thấy chúng ta thấy rằng ở các cái nhóm mà điều trị tích cực bằng insulin, bằng SU hay là bằng metformin thì rõ ràng là metformin chúng ta thấy là hoàn toàn dường như là không có thay đổi cân nặng, tức là trung tính với cân nặng trong cái nghiên cứu EUCAPIDES này, và nó giống như một cái nhóm mà điều trị thường quy bằng chế độ ăn. Còn ngược lại chúng ta thấy là nhóm glibenclamide sử dụng hoặc là insulin, đặc biệt là insulin, thì cái tỷ lệ hạ đường huyết khá là cao trong cái thời gian mà theo dõi. Tôi không nhắc lại cái nghiên cứu DPP mà tiến sĩ Dương đã trình bày, chúng tôi chỉ nhấn mạnh trong cái nghiên cứu này, mặc dù sử dụng trên bệnh nhân đái tháo đường, tiền đái tháo đường, người ta cũng thấy được cái tỷ lệ giảm cân trung bình là khoảng 2 cân và giảm khoảng 2 cm vùng bụng. Điều này cho thấy một cái lợi điểm rất lớn ở trên nhóm metformin với cái việc mà ở trên cả những người tiền đái tháo đường và cả người đái tháo đường. Vậy thì chúng ta sẽ xem xét xem liệu cái nhóm thuốc này có thực sự là an toàn hoặc là giảm các cái biến cố tim mạch mà được đưa ra giống như là các nhóm thuốc mới hiện nay hay không, thì chúng ta cùng nhau xem xét lại. Ở đây thì tôi đưa ra một cái slide để cho các anh các chị có thể nhìn thấy cái metformin và biến chứng mạch máu như thế nào. Rõ ràng metformin ngoài cái vấn đề giảm tình trạng kháng insulin, kiểm soát các cái vấn đề liên quan đến chuyển hóa, thì người ta còn thấy rõ ràng trên cái metformin có tác động lên trên cái nội mạc mạch máu, làm giảm quá trình stress oxy hóa, làm chống lại cái quá trình vữa sơ động mạch, giảm cái quá trình đông máu, giảm các cái biến chứng cả mạch máu lớn và giảm được cả cái biến chứng mạch máu nhỏ. Như vậy rõ ràng thì cái bên cạnh cái lợi điểm giảm đường huyết do qua tình trạng giảm kháng insulin, thì metformin cũng có một cái vai trò trong cái hỗ trợ trong giảm được các cái biến chứng mạch máu. Chúng tôi xin nhắc lại, quay lại cái nghiên cứu EUCAPIDES ở một cái nhánh điều trị tích cực của bằng metformin ở một cái nhánh mà người ta điều trị trên những cái bệnh nhân mà thừa cân,
chúng ta có thể nhìn thấy với cái điều trị metformin tăng cường so với cái nhóm sulfonylurea và insulin điều trị tăng cường, thì rõ ràng ở cái nhóm mà sử dụng metformin điều trị tăng cường, chúng ta thấy giảm được tất cả các cái biến cố liên quan đến đái tháo đường, tỷ lệ tử vong liên quan đến đái tháo đường, tất cả các nguyên nhân tử vong, và đặc biệt là chúng ta thấy là giảm cả tỷ lệ nhồi máu cơ tim. Và cái giảm này là có ý nghĩa thống kê. Và trong khi đó thì chúng ta thấy là mặc dù là SU và insulin có giảm nhưng lại sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Đây là cái vấn đề mà chúng ta khá là thú vị, chúng ta có thể nhìn nhận đấy. Nếu như chúng ta nhìn vào phía bên trái thì chúng ta thấy rằng rõ ràng metformin là cái màu vàng, màu xanh này, chúng ta thấy là gì ạ? Cái tỷ lệ bệnh nhân nhồi máu cơ tim giảm so với cái điều trị thường quy như tôi đã nói ở cái slide trên là 39%. Và một cái điều thú vị nữa là sau khi nghiên cứu Eucapides kết thúc năm 1997, và nghiên cứu này đã được theo dõi tích cực ngay kể cả khi mà không điều trị metformin đến năm 2007, thì cái giá trị và cái giảm nhồi máu cơ tim vẫn tiếp tục được duy trì đến năm 2007. Và chúng ta nhớ là cái nghiên cứu Eucapides là cái nghiên cứu đầu tiên đặc điểm cơ bản trên những bệnh nhân đái tháo đường type 2 mới phát hiện. Nếu chúng ta sử dụng sớm thì cái lợi ích có thể tiếp tục sẽ được kéo dài trong các cái nhiều năm sau, giống như trong cái nghiên cứu của tiến sĩ Dương chia sẻ về tiền đái tháo đường. Vậy nhận định về cái giảm tỷ lệ tử vong thì sao? Thì đây là cái nghiên cứu về metformin làm giảm tử vong ở bệnh nhân đái đường type 2 có huyết khối do vữa xơ mạch. Cái nghiên cứu này thì trong khoảng từ năm 2003 đến 2004, người ta đánh giá trên 19.691 bệnh nhân và người ta theo dõi trong vòng 2 năm. Thì người ta thấy ở cái nhóm mà được sử dụng metformin, chúng ta thấy làm giảm cái tỷ lệ tử vong so với cái nhóm không điều trị sử dụng metformin là 6,3%, còn nhóm mà không sử dụng metformin thì cái tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân đái đường type 2 có huyết khối do vữa xơ động mạch là 9,8%. Đây là một cái phân tích gộp mà chúng ta thấy là một cái số lượng trên 13 thử nghiệm với trên 2.000 bệnh nhân đái tháo đường mà type 2 dưới 65 tuổi, thì người ta thấy rõ ràng là cái phân tích gộp này cho thấy là sử dụng metformin làm giảm tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân, tử vong tim mạch, làm giảm nhồi máu cơ tim, đột quỵ và các cái bệnh động mạch chi dưới. Một cái nghiên cứu tiếp theo chúng tôi cũng muốn chia sẻ vào năm 2011, thì đấy là một cái nghiên cứu tiến cứu kéo dài tới 9 năm và trên một số lượng bệnh nhân là 1.519 bệnh nhân. Đây là một nghiên cứu đánh giá xem là có tác động của metformin trên bệnh nhân đái tháo đường type 2 mới chẩn đoán và cũng mới có xuất hiện suy tim thì như thế nào. Người ta chia làm hai nhóm, một nhóm được sử dụng điều trị metformin và nhóm điều trị không sử dụng metformin, và tất cả các cái bệnh nhân này được theo dõi trong vòng khoảng 9 năm. Và ở tại cái thời điểm cuối cùng thì người ta thấy ở nhóm mà sử dụng có metformin thì rõ ràng cái tỷ lệ mà sống còn cao hơn. Và bên cạnh thấy thì người ta cũng thấy là gì ạ? Ngoài giảm cái tỷ lệ tử vong, người ta còn thấy làm giảm cái tỷ lệ tử vong do tim mạch và giảm cái tỷ lệ suy tim nhập viện. Và điều mà đáng nói ở đây đấy là 50% trong số những bệnh nhân mà suy tim mới phát hiện này thì có phân số tất máu, phân suất thống máu dưới 50%. Và trong đó thì 80% cái nhóm bệnh nhân này có cái mức độ suy tim từ NIH 1 cho đến NIH 3. Chúng ta xem xét một cái nghiên cứu khá là mới của Trung Quốc, tức là rất là gần với chúng ta trên người châu Á. Đây là một nghiên cứu thế giới thực trên một cái số lượng bệnh nhân khoảng là 34.000 bệnh nhân đơn trị có thể sử dụng metformin là trên 8.000 và một số lượng bệnh nhân là sử dụng các nhóm thuốc khác và được theo dõi trong vòng 2 năm. Và chúng ta thấy rằng là vậy thì cái kết cục chính ở đây người ta muốn đánh giá là cái tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân. Kết quả nghiên cứu thì người ta thấy rõ ràng cái màu đỏ là sử dụng metformin và màu xanh là đường màu xanh là không sử dụng metformin, thì metformin đơn trị bước 1 ngay lựa chọn đầu tiên đã làm giảm 48% nguy cơ tử vong cho mọi nguyên nhân và 37% nguy cơ tử vong do tim mạch so với nhóm điều trị không có metformin. Và một điều lý thú nữa là ở cái nhóm mà sử dụng metformin thì chúng ta thấy làm giảm suy tim và suy tim nhập viện so với cái nhóm mà không sử dụng metformin. Thì đây là cái nghiên cứu thế giới thực mà người ta thu thập các cái số liệu tại Trung Quốc và được công bố gần đây nhất năm 2011. Hay một cái điều nữa mà chúng tôi muốn chia sẻ đấy là khi mà phân tích dưới nhóm theo lứa tuổi, theo giới tính, theo tăng huyết áp, theo lipid máu và những cái bệnh động mạch vành hoặc đột quỵ, thì ở tất cả các phân tích dưới nhóm này người ta thấy đều có cái
lợi điểm mà khi mà sử dụng metformin, dù là có lớn tuổi hay không lớn tuổi, dù nam hay là nữ, và có tăng huyết áp hay không có tăng huyết áp. Một cái điều đáng thú vị nữa mà chúng tôi muốn chia sẻ trong cái slide này, đấy là các anh các chị còn nhớ là từ năm 2008, tất cả các nhóm thuốc mới của chúng ta như là đồng vận GLP-1 receptor, hoặc là ức chế SGLT2, hoặc là ức chế DPP4 đều phải chứng minh được sự an toàn tim mạch. Và khi chúng ta rà soát lại tất cả các nghiên cứu của ức chế SGLT2 hoặc là đồng vận GLP-1 receptor, được coi là hai cái nhóm thuốc đầu tay khi chúng ta sử dụng ở trên những bệnh nhân mà có suy tim phân chức máu giảm, hoặc là trên những bệnh nhân mà giảm được các kết cục tim mạch ở những cái bệnh nhân có bệnh lý tim mạch do xơ vữa, thì 70% số những cái bệnh nhân này chúng ta thấy bệnh nhân đều được dùng metformin từ trước, tức là 3/4 cái số bệnh nhân lựa chọn trong nghiên cứu đều đang sử dụng metformin. Thì đây là một cái điều mà rất là đáng lý thú để chúng ta có thể cần cân nhắc cái điều này. Tôi đi vào cái hai cái tiêu chí cuối cùng, đấy là vấn đề về dung nạp tốt và giá thành thấp. Vậy thì cái dung nạp thì trước đây chúng ta rất lo ngại khi mà sử dụng metformin, đấy là liệu dùng có làm tăng acid lactic không, có sử dụng trên bệnh nhân suy tim, suy thận được hay không. Thì tôi chia sẻ một vài những cái quan điểm cũng như là các cái kết quả của các nghiên cứu. Thì người ta thấy rằng trong một cái nghiên cứu vào năm 2003 thì ta thấy không có bằng chứng từ các nghiên cứu cho thấy metformin làm tăng nguy cơ nhiễm tăng acid lactic hoặc tăng nồng độ lactate khi so sánh với các thuốc hạ đường huyết khác, nếu chúng ta tuân thủ cái kê đơn và cân nhắc chống chỉ định khi chúng ta kê đơn. Một cái nghiên cứu mà hệ thống và nghiên cứu quan sát ở trên 34.000 bệnh nhân có suy tim, thì người ta thấy các cái bằng chứng cho thấy metformin ít nhất cũng là an toàn như là một cái phương pháp điều trị hạ đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường suy tim. Và thậm chí trên những bệnh nhân suy tim có phân suất tổng máu giảm hoặc có bệnh đồng mắc là bệnh thận mãn tính. Và cho đến khi các cái dữ liệu thử nghiệm thì metformin vẫn được coi là cái lựa chọn điều trị trên những bệnh nhân đái tháo đường có suy tim ổn định. Còn với bệnh thận thì sao? Thì chúng ta thấy các cái phân tích hệ thống cũng cho thấy những cái bằng chứng hiện có ủng hộ cho việc sử dụng metformin ở mức độ trung bình dựa trên mức lọc cầu thận và cái liều lượng được điều chỉnh theo mức lọc cầu thận. Và đây là cái mà chúng ta có thể nhìn nhận thấy qua các cái nới rộng chỉ định của thuốc metformin qua năm 2014 và đến năm 2016 của FDA và EMA với các cái khuyến nghị, tức là bệnh nhân chúng ta sẽ chống chỉ định ở những bệnh nhân có mức lọc cầu thận dưới 30. Từ mức lọc cầu thận 45 thì tùy theo chúng ta cân nhắc là việc lựa chọn có lựa chọn metformin hay không, có khởi trị metformin hay không, hoặc là chúng ta đánh giá giữa lợi ích của nguy cơ, hoặc là chúng ta phải giảm liều. Nếu như chúng ta đã sử dụng các cái nhóm thuốc này ở các cái mức lọc cầu thận từ 45 đến 60 thì chúng ta sẽ phải cân nhắc trước khi mà cho thuốc, và chúng ta phải kiểm tra mức lọc cầu thận và cân nhắc thay đổi liều thuốc và theo dõi cái mức lọc cầu thận khi mà kê đơn thuốc. Như vậy thì chúng ta nhìn nhận thấy một cái lợi ích và cái nguy cơ của các cái thuốc hạ đường huyết ở trên cái bảng slide này liệt kê từ metformin đến suvorexant đến pioglitazone đến alpha glucosidase và cuối cùng là ức chế SGLT2. Thì chúng ta thấy rõ ràng cái metformin này với cái nguy cơ hạ đường huyết ở mức trung bình, có cái giảm nhẹ cái cân nặng và có thể sử dụng ở cái bệnh nhân có bệnh thận mức độ trung bình, bệnh nhân có cái tác dụng phụ của rối loạn tiêu hóa và có lợi điểm chính trên những các kết cục tim mạch chính, cũng như là an toàn ở những cái bệnh nhân suy tim. Thì chúng ta thấy một cái nữa mà chúng ta cần phải cân nhắc, đấy là chúng ta có thể nhìn nhận vào cái slide, đây là cái đánh giá cái giá thành mà sử dụng 30 ngày trong điều trị ở tại Mỹ. Thì chúng ta thấy rõ ràng nếu chúng ta sử dụng metformin chỉ là $4 thì cái con số này nó sẽ tăng rất nhiều lần nếu chúng ta sử dụng các cái nhóm thuốc ức chế SGLT2 hoặc các cái thuốc là đồng vận GLP-1, ví dụ như liraglutide. Như vậy cái giá thành thực sự cũng là một cái mà chúng ta cần cân nhắc. Ở Việt Nam thì chúng ta quá quen thuộc cái giá thành có 1.800 một viên và khoảng 150.000 một cái hộp metformin. Như vậy là cũng rất là phù hợp ở trên một cái phát triển, trong một cái nước đang phát triển như tại Việt Nam. Và khi chúng ta nhìn lại, vậy thì liệu chúng ta sẽ lựa chọn cái thuốc nào được coi là cái thuốc tốt nhất trong điều trị đái tháo đường type 2, và chúng ta rà soát lại 6 cái cơ chế, 6 cái tiêu điểm mà chúng ta đưa ra ban đầu, thì với cái hạ đường huyết giảm cái
tỷ lệ HB1C nguy cơ hạ đường huyết thấp, chỉ có rối loạn dung nạp với đường tiêu hóa là cái tác dụng phụ duy nhất, và bệnh nhân có cái giảm cân, có thêm giảm cân, giá thành thấp, và trên thực tế là người ta chứng minh là có bảo vệ được cái tim mạch đối với metformin so với các cái nhóm thuốc khác. Thế thì chính vì với lý do vậy cho nên chúng tôi cũng nghĩ rằng cho đến nay và đến tận chí là cái đồng thuận của ADA và EASD năm 2021, metformin hiện nay vẫn được coi là lựa chọn phối hợp với thay đổi lối sống. Và ở Việt Nam thì chúng tôi đã cùng với Hội Nội tiết Đái tháo đường Việt Nam, với Bộ Y tế, với các thầy cô tham dự ngày hôm nay đã đưa ra cái hướng dẫn chẩn đoán điều trị, và chúng tôi cũng đồng thuận với trên thế giới là metformin vẫn được là lựa chọn đối cùng với thay đổi lối sống trong cái bước đầu tiên khi chúng ta tiếp cận điều trị về đái tháo đường tiếp 2 ở tại Việt Nam. Vậy một cái slide cuối cùng tôi muốn chia sẻ đấy là vì sao metformin cho đến nay vẫn còn là cái lựa chọn trong bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2. Để trả lời cái câu hỏi ban đầu, rõ ràng một cái metformin được phát hiện và được sử dụng rất là lâu đời rồi, và các cái nghiên cứu về các cái kết cục trên tim mạch, mặc dù cái số lượng được ít vẫn còn có nhiều hạn chế, tuy nhiên thì người ta thấy cho đến hiện nay vẫn chưa có nhiều cái nghiên cứu có giá trị, có đủ cái bằng chứng rõ ràng mạnh mẽ để nói rằng là metformin này có thể ảnh hưởng đến vấn đề về tim mạch. Có vậy thì với những cái điều như vậy thì chúng ta nghĩ rằng mặc dù là rất nhiều các cái thuốc mới có lợi điểm và có tác động trên tim mạch, làm giảm cái kết cục trên tim mạch, giảm kết cục trên suy tim, nhập viện và thậm chí trên biến chứng thận, thì metformin vẫn còn được coi là cái thuốc mà nên được sử dụng sớm ngay khi chẩn đoán bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2. Và nếu như chúng ta vẫn thấy rằng cái thuốc mới, chúng ta không quên đi cái vai trò của các thuốc mới, tuy nhiên ở đây cái giá thành của các nhóm thuốc này vẫn là một cái yếu tố để chúng ta cần phải cân nhắc và xem xét khi chúng ta kết luận, chúng ta nhấn mạnh cái việc chúng ta có nên sử dụng các nhóm thuốc mới hay không. Và để kết luận cho cái bài nói này của mình thì chúng tôi xin đưa ra mấy cái kết luận chính như thế này. Metformin là một cái thuốc sử dụng đã rất lâu, đã được rất nhiều các nghiên cứu đánh giá và được coi là cái điều trị nền tảng ở bệnh nhân đái đường tiếp 2. Và cái điều này được khẳng định qua 6 cái tiêu chí của một cái thuốc điều trị hạ đường huyết lý tưởng mà chúng tôi đã chia sẻ với các quý đồng nghiệp. Và trong khi các cái thuốc mới như là ức chế SGLT2 hoặc là đồng vận GLP-1 receptor thấy giảm được các biến cố tim mạch, thì một cái điều rất thú vị là hầu hết những bệnh nhân tham gia vào thử nghiệm này đều điều trị bằng metformin ở cái thời gian đầu tiên. Vậy thì cái khái niệm có nên bắt đầu các cái nhóm thuốc mới như ức chế SGLT2 hoặc đồng vận GLP-1 receptor trước metformin ở những bệnh nhân có nhiều các cái bệnh lý tim mạch do xơ vữa hoặc yếu tố nguy cơ tim mạch, có lẽ chúng ta vẫn cần thêm các cái bằng chứng xác đáng nữa. Và cái câu hỏi thực sự chúng ta nên tranh luận ở đây là tại thời điểm hiện tại này, đấy là thuốc nào tốt sau khi sử dụng metformin và chúng ta sử dụng khi nào. Và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các quý đồng nghiệp đã chú ý lắng nghe cái bài trình bày của tôi. Xin trân trọng cảm ơn.